Một bài. Tao ghép thêm 100 cây nữa và tao thêm 1 điểm. Giờ tao là người nhiều điểm nhất rồi. Chưa chắc đâu. Tao đánh cái thẻ bài thầy giám thị. Tao sẽ lập tức tịch thu của mày một thẻ bài. Cái gì? Mày? Ui, không phải chúa tèo đâu rồi. Tao bốc được lá ngựa thật xinh đẹp và được quyền bốc thêm một lá ngựa. Thằng Quang, mày bốc một lá ngon đúng không? Tao đánh ra lá rác chai nhựa. Đổi lá đây ra đây. Rồi. Chúng mày đang chơi cái gì vui đấy? Ồ, sao mày không biết ạ? À? Đây là trò chơi đang hot nhất của cái trường này đấy. Đây chính là đấu trường ghép cây của Su Su Hero. Thế á? Đây nha. Mua sữa Su Su Hero thì mỗi lớp sẽ có một thẻ bài. Xếp các thẻ bài này thành một chồng và lần lượt mỗi người bốc một thẻ. Sau đó ghép những thẻ bài này thành những chậu cây để tính điểm. Được đấy. Chưa hết đâu. Đơn giản như vậy thì có gì vui? Trò chơi trở nên thú vị khi các lá bài chức năng sẽ hỗ trợ cho bản thân được công điểm hoặc là đánh ra để tấn công đối thủ. Sau khi mà bốc hết chồng bài, ai nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Đây này, người chơi giỏi nhất ở đây đây này. Chơi, chúng ta có thể sử dụng những thẻ đổi quà để đổi ra những phần quà thú vị. Tao vừa sưu tập đủ 6 thẻ và đổi được một yo-yo đèn led đây này. Xin đâu, nhìn này. Đấy. À, mà chúng mày có thấy hôm nay ra chơi hơi lâu rồi. Chơi chán chê mãi chưa đánh trống nhở? Tiếng gì đấy? Ui. Theo kinh nghiệm xem phim kinh dị bao lâu nay của tao ấy, thì đây là tiếng của zombie. Chúng ta thử xuống sân trường xem tình hình như nào. Ôi, đi kìa. Ôi, chạy về đi. Cố lên anh em, sắp đến cửa sau của trường là anh em mình thoát được rồi. Như thiếu thiếu nhỉ? Anh em ít này. Thiếu bao thằng rồi. Thành zombie lại còn mặc quần áo, lại đổi cái gì kia? Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đội quân zombie của bọn ta sẽ trỗi dậy và hủy diệt cả thế giới này. Bây giờ bọn mình zombie cắn làm nào bây giờ? Úi, hỏng rồi chú mày ơi. Giờ vừa muốn thoát khỏi trường, vừa muốn cứu được Cường. Bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải cứu nó thôi. Sao chạy nữa? Nhưng mà cứu bằng cách nào? Zombie đông thế này
Zombie bọn ta đã bí mật gia tăng số lượng bao ngày tháng qua, để ngày hôm nay ta có thể tiêu diệt loài người các ngươi. Mục tiêu đầu tiên của bọn ta trong kế hoạch trinh phạt chính là ngôi trường này. Đông thế, sao nào bây giờ? Đi chết rồi. Chấp nhận để trở thành zombie giữa bọn ta đi. Làm thế nào bây giờ? Chờ nhé, mình lại mắc kẹt ở cái chợ này sao? Cuộc sống sẽ vui lắm. Nếu như mà có bất hệ gì ta bị zombie cắn thì anh em mình vẫn là anh em nhá. Làm nào bây giờ? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây chính là khắc tinh của loài zombie bọn ta. Mày phải làm gì này? Sẽ có cái đậu ở đây này, nó lại còn bắn được cả zombie này. Sao cái đậu này nhìn quen quen thế nhỉ? Thôi đúng rồi, tấm thẻ Susu Hero này mà chúng ta chơi trong đấu trường ghép cây, khi ghép vào nhau có thể tạo ra một thực vật để chống lại zombie. Ui, hay quá các bạn ơi. Yeah, hoa nô, Susu Hero tuyệt vời, thiên nhiên tuyệt vời, cây xanh tuyệt vời. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong một trò chơi khổng lồ, phải triệu hồi thực vật để bảo vệ môi trường. Hóa ra những tấm thẻ đó có năng lực đặc biệt. Được lắm, vậy thì ta sẽ tách đấu các người một trận đấu đấu trường ghép cây. Được lắm, cùng tiến lên nào. Nếu các người đánh bại được ta thì các người sẽ có đủ số lượng cây để hủy diệt đàn zombie này. Nhưng nếu các người thua thì zombie bọn ta sẽ gia tăng số lượng lên khổng lồ và đủ sức để hủy diệt thế giới. Ok được không? Chơi ơi! Trận đấu bắt đầu! Đấu trường ghép cây rất đơn giản. Mỗi người lần lượt bóc một thẻ và làm theo chức năng của thẻ. Khi hai thẻ ghép vào nhau tạo thành một chậu cây sẽ được một điểm, tương đương với một cây xanh cho phe học sinh hoặc 10 con zombie cho phe zombie. Mỗi học sinh sẽ đại diện cho một loài cây. Ai cao điểm nhất quyết chiến sẽ quyết thắng. Người chiến thắng. Các anh em zombie, tiến lên! Vì tao đã ghép cây rồi nên lượt của tao đã kết thúc. Thằng A, đến mày đấy. Cố lên! Bốc bài! Tao kích hoạt lá bài ngựa thần xinh đẹp và được quyền bốc thêm một lá nữa. Giờ tao đã có đủ 2 lá bài và tao được quyền ghép thành một cây xanh. Tao triệu hồi loài cây của tao, Hoa Hướng Dương. Tác dụng của cây Hoa Hướng Dương đó chính là tăng sức mạnh và số lượng cho các cây ở bên phe của tao. Đến tao. Ui, không phải lá phế rồi. Ui, chưa ghép được cây nào chúng mày ạ. Vẫn chưa có tác dụng gì cả. Không sao anh em, anh em mình 5-1 cơ mà, có gì phải sợ. Anh em chắc chắn sẽ chiến thắng. Đến lượt tao. Ta kích hoạt lá bài, được bốc thêm 3 lá. Ui, sao tao lại ổ thế? 4 lá bài này ghép được thành 3 cây xanh. Và nhờ thế, số lượng zombie của tao sẽ được tăng lên rất lớn. Anh em, tấn công! Đến lượt tao. Không ai. Rồi, rác thải. Ui, chết rồi, tao không phải rác rồi. Thế này thì số lượng cây của anh em mình sẽ bị bọn zombie nén thịt hết mất. Tao kích hoạt lá cây giám thị. Tao được tịch thu một lá của một người bất kỳ. Thằng zombie, đưa một lá cho tao. Nhờ vậy, tao có thể ghép được một cây xanh và triệu hồi loài cây của tao rồi.
chính là hạt ốc chó. Cái gì chặn rơi được đây? Hay lắm bạn ơi. Hạt ốc chó có vỏ rất cứng, nó sẽ ngăn chặn zombie của mày tấn công. Hay lắm bạn ơi. Ốc chó thật. Ốc chó luôn đấy. Ốc chó luôn đấy. Thôi đừng khen nữa, tao cảm thấy không thoải mái với cái lời khen này lắm. Đến lượt tao. Cuối cùng tao ghét một cây. Tao sẽ triệu hồi ra loài cây của mình. Hay. Loài cây của tao chính là đậu tuyết. Xuất hiện đi nào. Yeah. Đậu tuyết của tao có thể làm chậm tất cả lũ zombie chúng mày. Cùng tấn công nào. Yeah. Lại còn nạn băng nữa. Ôi, lại giận rồi. Đến lượt ta bốc bài. Tao kích hoạt lá, tự động cộng thêm 3 điểm. Tổng điểm bài tao đã lên đến 10 điểm. Đủ điều kiện để triệu hồi một con Gargantio khổng lồ rồi. Chết rồi. Trời ơi, anh em nhạy, không ăn được nó đâu. Cái con này, hạt ốc chó của tao không chịu được đâu. Sao to này? Thế này chơi thế nào nữa? Chưa hết, tao có một hiệu ứng phụ nữa. Đó chính là số lượng rác thải sẽ tăng cao. Khả năng bốc chúng sẽ rất lớn đấy. Không thể như thế được. Bốc ngoài. Ui, là rác thật đây. Ui, đẹp thế. Lại bốc phải rác thải. Ui, nhiều rác thế. Ôi giời ơi, sao lại ra là ra cái này? Chết thôi, trong tuần này mà không làm được gì đó, nó sẽ nghiền nát cây của anh em mình mất. Chết rồi chúng mày ơi, thông cảm với chúng nó thôi, làm thế nào bây giờ? Đến lượt tao. Đây rồi, tao đã ghép được một cây xanh. Tao triệu hồi loài cây của tao, khoai tây. Cái gì vừa nổ ấy? Đã thấy sức mạnh của mình khoai tây của tao chưa? Hay lắm quá rồi. Được anh. Anh em mình lấy lại thế cân bằng thôi. Bốc bài. Tao tiếp tục triệu hồi zombie để tấn công. Anh em cố lên. Đến lượt tao. Bốc bài. Ta đã đủ 30 điểm. Cái gì? 30 điểm? 30 điểm thì sao? Và kích hoạt sức mạnh lớn nhất của ta, ta sẽ hợp thể tất cả zombie lại để trở thành một thực thể mạnh nhất, thủy tổ zombie. Đâu sao mạnh như thế được? Đây rồi, chúng mày chết chắc rồi. Không một thực thể cây cối nào có thể tiêu diệt được con zombie này đâu. Sao to này? Là sao rồi? Ui, tao chưa bao giờ thấy cái gì to hơn thế này trong cuộc đời này. Ôi, sao to này? Sao to thế? Ôi, phải làm sao bây giờ? Làm sao mà đánh bại được nó đây? Ui, thua rồi. Ui, thua rồi. Thua thật rồi. Làm gì có cây nào chống lại đấy con quái vật này? Giờ ra đẻ phi. Tất cả anh em, chúng ta phải thật bình tĩnh. Những lúc như thế này, thay vì hoảng sợ, chúng ta phải đối mặt với khó khăn. Chúng mày làm cái gì đấy? What? Oh.
cô ấy. Còn đấy. Sao lại uống sữa giờ này? Chúng mày đùa tao à? Đấy là tao. Bốc bay. Tao đã bốc được lá bài mình cần rồi. Đó chính là Hero siêu khỏe. Với lá bài này, tao có thể đổi toàn bộ bài với người nhiều điểm nhất. Đó chính là mày đấy, Zombie ạ. Cái gì? Đổi toàn bộ bài với tao á? Chúng mày đi nha. Không được. Và với số bài này, tao cũng đã đủ 30 điểm để kích hoạt sức mạnh lớn nhất của bọn tao rồi. Cái gì? Cũng giống như mày thôi. Sức mạnh của bọn tao chính là sức mạnh hợp thể. Sao cơ? Chúng mày cũng có chiến năng hợp thể à? Tao có thể tập hợp hết kế độ trên bàn chơi hợp thể với tao và tạo ra một hình thể mạnh nhất. What? Hãy xem hình thái hợp thể của bọn tao đây. Đây chính là Final Form, hình dạng cuối cùng của ta. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây và người. Chúng mày định làm cái gì trong vùng này? Hình dạng này không chỉ đẹp thôi đâu, sức mạnh của nó mới là điều đáng nói. Xem tao đây. Nó mạnh quá. Yeah, hay lắm mày ơi. Hóa ra đây là sức mạnh hợp thể của anh em mình sao? Chưa hết đâu, vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà Zombie thủy tổ vẫn tiếp tục được. Nghiền nát chúng nó đi. Chết rồi, nó vẫn tiếp tục đi lại được. Tốc độ của mình chưa đủ. Tố bài. Ôi, đấy rồi. Tao kích hoạt dòng thân nhẹ bén, đổi toàn bộ bài với người bên trái. Chính là thằng Vinh. Đẩy lắm vào đây. Cầm lấy thẻ tao đi. Điều đó có nghĩa là tao cũng đã đủ điểm để kích hoạt sức mạnh hợp thể của tao rồi. Điều này nào Hoàng Dương. Yeah. Mày bị điên à? Đây chính là hình dạng mạnh nhất của tao, Hà Sunshine. Chúng mày làm được gì với cái này? Tao khả năng có thể búp sức mạnh cho tất cả các hình dạng hợp thể ở đây. What? Ánh mặt trời này sẽ giúp mày tăng sức mạnh. Nhận lấy Binh. Đây chính là sức mạnh mặt trời mà tao đang cần. Giờ tao đã trở thành PLA. Xem tao đây. Cái tốc độ của tao nhiều à? Mạnh đấy. Nhưng mà Zombie thủy tổ của ta đã tiến đến nơi rồi. Chết rồi. Bốc bài. Tao kích hoạt lá Su Su tinh anh và đổi toàn bộ bài với thằng Hà. Mày làm gì đó ra đi anh em. Nhờ vậy tao cũng có thể kích hoạt được sức mạnh hợp thể rồi. Hạt ông chó hợp thể nào. Dòng chết chúng nó đây. Đừng hỏng đánh bại bọn tao. Không. Hay lắm Việt ông. Thôi mày sẽ là Việt Tay Cơ. Tuyệt vời Việt Tay Cơ. Đây là hạt óc chó siêu cấp, mày không thể phá hủy được nó đâu. Không, hạt óc chó. Trận đấu kết thúc rồi Zombie ạ. Hãy nhìn đi. Yeah, đấy rồi. Đội trưởng Hero tự động cộng 3 điểm. Vậy là tao đã đủ 30 điểm để kích hoạt sức mạnh hợp thể rồi. Zombie thủy tổ, hãy xem sức mạnh của tao đây. Yeah. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Đây chính là hình dạng cuối cùng của tao.
Rồi, băng ra. Anh em tăng sức mạnh đi. Xem chiêu thức của tao đây. Let it go. Let it go. Can only match anymore. Go. Quang, kết thúc đi. Đây rồi, tao đã bốc đủ 30 điểm. Tao sẽ kích hoạt sức mạnh hận thể. Kết thúc ở đây. Tất cả sức mạnh của quả mìn khoai tây đã tập trung trong quả mìn có mặt tao này. Mày có biết sức mạnh của nó sẽ lớn như thế nào không? Không. Không. Tiến lên nào cậu chủ. Tiến lên nào. Tao sẽ đặt tên cho mày là Mìn Khoai Quang. Tình hình nào rồi? Thằng Cương kia. Anh em thành công rồi anh em. Thằng Cương thành công rồi. Tao không ngờ là một ngày anh em mình có thể giải cứu thế giới khỏi lũ zombie. Chưa bao giờ tao cảm thấy yêu cây cối, yêu thiên nhiên như bây giờ. Anh em chúng ta ấy phải cố gắng bảo vệ môi trường. Đúng. Vậy là chúng ta đã giải cứu môi trường rồi. Chúng ta hãy cùng sớm căng tin để uống su hero nào. Kể nhá, còn rất nhiều thẻ, chúng ta cũng đổi thẻ để lấy quà tặng từ su hero thôi.